Thưa quý vị, sáng qua gần 11.000 thí sinh của thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành môn thi đầu tiên trong đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần thứ hai và hôm nay bước sang ngày thi thứ hai. Trong buổi thi đầu tiên, công tác phòng chống dịch tại các điểm thi được thành phố Đà Nẵng thực hiện chặt chẽ, qua đó tạo được tâm lý yên tâm cho thí sinh tham gia kỳ thi. Ghi nhận tại các điểm thi, trong sáng sớm hôm nay, hầu hết các thí sinh đều có mặt sớm hơn khoảng 15 phút so với thời gian quy định để chuẩn bị kỹ hơn cho các thủ tục ban đầu. Các bước của quy định phòng chống dịch được thực hiện đối với tất cả thí sinh và là yêu cầu bắt buộc tại các điểm thi. Để đảm bảo an toàn phòng dịch cho thí sinh, ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp trước và trong ngày thi. Các phương án dự phòng đều được chuẩn bị kỹ lưỡng với mục tiêu là tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Mặc dù thí sinh phải mang khẩu trang trong suốt thời gian diễn ra buổi thi, nhưng theo các thí sinh thì việc này không ảnh hưởng nhiều đến việc làm bài thi, dù thời gian môn thi ngữ văn kéo dài 120 phút. Mặc dù đi thi là có khẩu trang nhưng mà con vẫn không cảm thấy là vướng víu gì hết, vẫn là rất là dễ chịu và phòng ốc thì cũng rất là mát mẻ, cho nên là không có bị áp lực hay là bị khó chịu khi trong lúc làm bài thi. Thì em cũng thấy thoải mái khi mà với lại an toàn khi mà thành phố đã xét nghiệm cho tất cả học sinh rồi. Nên là mình làm bài thì mình cũng không sợ phải là bị chi vẫn vấn đề gì nữa. Sáng hôm nay, có hơn 10.700 thí sinh tại thành phố Đà Nẵng tham gia thi môn ngữ văn và buổi chiều, các thí sinh sẽ tiếp tục thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút.